Xin chào tất cả mọi người, mời mọi người ngắm một cái viên bạch phách. Bạch phách tức là hổ phách có màu trắng mọi người nhé. Viên bạch phách này thì nó có màu trắng và có phá các cái vân rất là nhẹ nhàng ở đây, ở phần phía dưới này vân ngang như thế này, và có phá một chút màu vàng nhạt rất nhạt ở đây. Đây là mặt trước này và đây là mặt sau. Mặt sau thì phần da của phách này nó có màu vàng cam và có các cái vết màu vàng cam chảy đầm hơn. Mặt này thì em đã hỗ trợ cho mọi người là khoan lỗ như thế này rồi này. Nếu anh chị em nào muốn mà đeo cái dây dù đen thì em sẽ hỗ trợ làm luôn. Còn không thì chúng ta có thể làm móc vàng móc bạc theo cái sở thích hoặc là cái kiểu thẩm mỹ của mình. Mặt này khối lượng của nó là 3,2 gram, kích thước là cao 28 ngang 18 và dày 10 mm. Giá thì vô cùng yêu thương, 950.000 mọi người nhé. 950.000 cho một viên hổ phách được nhập trực tiếp từ Nga. Và càng đeo thì càng đẹp, và đặc biệt nó rất tốt cho sức khỏe của mình. Giá chỉ là 950.000 thôi. Nếu yêu thích thì chúng ta hãy nhắn cho em vào số Zalo 0973 241 253. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chú ý theo dõi.